khu vực Thới Xuân 1, phường Thới Long, quận Ô Môn cũng vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Kết quả bình xét năm 2021 có 397 hộ đạt gia đình văn hóa, 15 gương người tốt việc tốt được biểu dương khen thưởng. Khu vực đã tích cực tuyên truyền vận động bà con thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, cấp phát kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Các đoàn thể duy trì nhân rộng các mô hình giảm nghèo, bảo lãnh cho hộ nghèo, sinh viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 2 tỷ 700 triệu đồng. Đến nay phường chỉ còn một hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,24%. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết tại phường Thới Long. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được biểu dương khen thưởng.